Ngày 28 tháng 3 tại xã Đắc Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp với tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình tháng 3 biên giới năm 2023 với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Chương trình diễn ra với các hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thăm hỏi và tặng quà cho các đồn biên phòng đứng chân tại huyện Ngọc Hồi, tặng quà cho gia đình cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng khó khăn, trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh và 10 túi an sinh cho các hộ gia đình thanh niên, người dân tộc thiểu số. Ngoài ra còn tham quan, tuần tra, dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm đường tuần tra biên giới, trao cờ tại cột mốc Ba Biên, Việt Nam, Lào, Campuchia. Dịp này, tỉnh đoàn Lâm Đồng trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình thanh niên thắp sáng đường biên cho xã Đắc Xú, huyện Ngọc Hồi, tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân biên giới và một máy lọc nước cho trường tiểu học, trung học cơ sở xã Đắc Xú. Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên thanh niên về truyền thống vẻ vang của đoàn hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chia sẻ với người dân khó khăn tại vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hướng đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại cơ sở. Qua đó tạo đợt thi đua sôi nổi của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.